Xin chào mọi người, mình là Khánh. Hôm nay mình xin phép được giới thiệu đến tất cả mọi người một cặp lục bình để chúng ta có thể để trên ban thờ và một cặp sen gỗ. Đây là mẫu sen gỗ định hình, đã định hình sẵn cái những cái cánh hoa này theo cái mẫu đã làm sẵn. Đây là một cái mẫu sen phễu này. Sen phễu này, cái chất liệu gỗ này là gỗ mít, của nó là màu vàng. Và ở bên dưới là một cặp lọ lộc bình với chiều cao là 50 cm, vẽ hình ảnh là hoa sen, vẽ hình ảnh hoa sen. Đây là cái mẫu sứ trắng cao cấp đã được vẽ vàng 24k. Với cái mẫu lộc bình như thế này thì thường chúng ta sẽ để ở trên ban thờ, để ở trên ban thờ với cái ban thờ rộng khoảng tầm 1m53 là chúng ta đã có thể bày một cặp lọ hoa như ở trong video này và một cặp sen gỗ. Đây, sen gỗ thì với cái mẫu này thì hiện tại là đang có 3 bông to, 1 lá, 3 nụ và 1 đài. Đây là mẫu sen gỗ. Các bạn nhìn cái cuống của cái sản phẩm nhé. Nó sẽ bao gồm là một cái cuống như thế này để định hình tất cả những cái cành hoa và lá của hoa sen. Đây là một mẫu rất là mới nhé. Để lên trên ban thì nó sẽ rất là đẹp, lúc nào hoa nó sẽ hướng về mặt phía trước, nó sẽ không bị lộn xộn. Chúng tôi thì có 3 mẫu sen. Mẫu này là mẫu sen gỗ, thì sen gỗ, sen mít. Nó sẽ có màu cái màu vàng tươi như thế này. Còn một loại nữa là gỗ thô mu và một loại nữa là gỗ hương đá. Hương đá thì nó sẽ màu nâu. Cái họa tiết đây là họa tiết hình ảnh hoa sen này. Toàn bộ họa tiết thì đều vẽ thủ công bằng tay hết. Trên chất xứ rất là trắng nhé. Chất xứ rất là trắng. Và các bạn nếu như mà đang có nhu cầu muốn mua đồ thờ hoặc là đang muốn mua sen, có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại mình đang gắn ở bên trên video. Tại Hà Nội chúng tôi có 3 cơ sở, các bạn có thể qua trực tiếp 3 cơ sở để xem sản phẩm thực tế và lựa chọn hàng. Bây giờ thì mình sẽ quay sát vào từng cái cánh sen và cả cái lọ hoa để chúng ta có cái nhìn rõ nhất về sản phẩm. Như vậy hôm nay mình đã giới thiệu đến mọi người một cặp lục bình cao 50 vẽ vàng sứ trắng cao cấp Bát Tràng và một cặp sen gỗ mít. Nếu như mà các bạn quan tâm thì vui lòng liên hệ trực tiếp đến số điện thoại đang được gắn ở bên trên video. Chúng tôi sẽ tư vấn và gửi thêm cho các bạn những cái mẫu sản phẩm với họa tiết khác nhau. Như mẫu lục bình này thì cũng có rất nhiều loại họa tiết, ví dụ như họa tiết rồng, họa tiết tùng hạ lộc, họa tiết sen hạt. Có rất nhiều mẫu họa tiết để các bạn có thể lựa chọn. Rồi, xin chào mọi người. Chiều cao của cái cả lọ lẫn cả sen thì mình sẽ đo chiều cao này, bởi vì có nhiều gia đình, gia chủ cái chiều cao của các bạn sẽ bị hạn chế cái chiều cao. Chiều cao từ dưới chân của bình lên đến phần đỉnh của hoa sen thì nó sẽ rơi vào tầm độ 1m1 là đẹp. 1m1 là nó sẽ có cái khoảng không ở bên trên. Thực tế chiều cao của cái bình và hoa sen là 1m03. 1m03, như vậy không gian lên đến tầm 1m1 thì chúng ta bày cái này rất là đẹp và hợp lý, không bị kênh hay là không bị bí, không bị cọ sát. Đây, tầm 1m1 là nó sẽ dư lên đến đây. Các bạn nhìn nhé. Và cái chất xứ này thì nó là chất xứ rất là đẹp. Mình sẽ soi đèn vào cho các bạn nhìn cái chất xứ này. Đây các bạn nhìn nhá, chất xứ nó xuyên sáng. Như chúng ta thì nhìn thấy cái ánh sáng nó đang chiếu rọi xuyên qua cái phần xứ đấy. Đây chúng ta đã nhìn nhá, ở đây thì hiện tại đang có ánh sáng, như vậy là nó sẽ bị làm giảm đi cái độ xuyên của cái ánh sáng này, chúng ta sẽ nhìn không rõ. Xuống dưới cái phần dưới nhé, ánh sáng xuyên sáng rất là trong như ngọc. Hiện tại thì mình đang quay sát vào cái hoa sen, thì như các bạn nhìn thấy nhá, hoa sen này được làm cái cánh hoa nở rất là đẹp. Đây, những bông hoa sen đấy, có 3 bông hoa to nở ở giữa, một lá hướng về phía trước, 2 cái lá nhỏ ở hai bên, có 3 nụ và 1 đài. Đây các bạn nhìn đấy, nở rất là đẹp. Màu của nó là màu gỗ mít, màu vàng tươi.
Định hình cái sen gỗ như thế này thì khi mà nhìn lên ban thờ nó sẽ rất là trang nghiêm, rất là đẹp mắt. Hoa sẽ không bị lộn xộn như so với những cái mẫu sen cũ mà chúng ta không định hình cái hoa sen lại. Giá và thông tin chi tiết thì mình sẽ để ở cái mục mô tả của video nhé. Đây, lọ hoa cắm hoa rất là đẹp nhé các bạn nhé. Đây là mẫu bộ đồ thờ vẽ vàng. Đây là mẫu bộ đồ thờ vẽ vàng. Đây, chiếc bình này rất là sang trọng. Cái mẫu lọ hoa này, ví dụ như các bạn mà có đồ thờ là đồ thờ bằng đồng thì các bạn cũng có thể sắm một cái cặp lọc bình sứ vẽ vàng như thế này, và rất là hài hòa so với cái bộ đồ thờ hình đồng của mình. Và thêm một bộ sen gỗ như thế này thì vô cùng là đẹp mắt.